âm nhạc bắt đầu. Kem ơi, luyện thanh với chị nhá. Mi 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 mi. Cao hơn nữa này. Sẵn sàng chưa? Mi 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 mi. Một lần nữa nhá. Chuẩn bị này. Mi 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 mi. Mi là tên của ta. Điệu đà duyên dáng hát hay. Luyện thanh là nhớ đến ngay. Ta đốt mi xinh đẹp. Mi 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 mi. Trong ngôi nhà của ta có năm dòng kề ngang. Dòng thứ nhất rưỡi cùng là ta đốt mi nhé bạn. Kem ơi, mình cùng luyện thanh với chị nhá. Chuẩn bị. Mi 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 mi. Lần thứ hai cao hơn này. Sẵn sàng. Mi 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 mi. Một lần nữa nhá. Chuẩn bị. Mi 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 mi. Do re mi do do re mi do. Các bạn hát cùng chị nhá. 1 2 3 bắt đầu. Do re mi do do re mi do. Rất tốt rồi. Lần thứ hai khó hơn nhá. Các bạn sẵn sàng chưa? Chuẩn bị này.